Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ xe đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể trực tiếp theo dõi, nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị mà bản thân các bạn đang nhìn nhận ở trên thị trường. Và tôi chia sẻ bằng chính những giao dịch của bản thân tôi xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể đánh giá, trực tiếp nhìn nhận và thấy rõ được các giá trị mà bản thân tôi đang chia sẻ trên thị trường. Trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi phải minh chứng bằng thực tế bằng chính những giao dịch của bản thân mình. Tài khoản này có phải là hôm thứ 6 em cứu không? Trực tiếp cứu đúng không? Thế bây giờ lời lại chưa? Và hôm nay còn nhồi thêm lạnh đúng không? Và đấy, phải phối hợp lại. Và khi anh em giao dịch ở trên thị trường, anh em cần phải có thời gian để nhìn nhận, cần phải có thời gian để đánh giá và thấy rõ được các giá trị vận dụng ở trên thị trường. Không có chuyện ra ngoài mà tự dưng giao dịch vận dụng được. Đó là những giá trị mà anh em cần phải hiểu rõ. Làm gì có cái chuyện một thầy dạy Forex ra ngoài chỉ dùng TradingView để phân tích về xu hướng, nhận định ở trên thị trường, rồi đưa ra chiến lược ở trên thị trường, hoặc là nhà phân tích mồm, phân tích mỏm và gọi đó là giao dịch thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu mà giao dịch được như vậy thì bọn chúng đã chứng minh bằng thực tế, bọn chúng đã không phải chụp hình chụp ở trên thị trường, bọn chúng đã không phải đưa ra những giá trị chiến lược đều trên thị trường giao dịch Forex này. Nên nhớ rằng giao dịch là cả quá trình mà chúng ta phải thấy rõ người thầy đó vận dụng áp dụng ở trong thực tế, vận dụng cho chúng ta nhìn nhận, đánh giá và hiểu rõ các giá trị đó trên thị trường trong cả quá trình các bạn đi theo học. Để bất kỳ một giá trị nào trên thị trường, không có chuyện học trên backtest hay trên TradingView hay nhìn về quá khứ nói như đúng rồi, mà tất cả là những thực tế mà một người thầy đứng ra chia sẻ, họ phải áp dụng vào trong thực tế để cho chúng ta hiểu rõ về các giá trị đó ở trên thị trường. Đây là những điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi hay chính bản thân các bạn cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá rõ về những giá trị này ở trên thị trường khi các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải minh chứng thực tế được, giao dịch không được thì lấy giá trị gì ra để dẫn chứng, minh chứng vào trong thực tế. Đó là điều hiển nhiên tôi chia sẻ và cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư theo dõi và đánh giá. Đây nè, đây nha, giống như ở đây. Ví dụ đây, cho xíu em kéo này ra. Bây giờ nha, con này đây. Ví dụ hôm qua em bảo anh em là sell dài hạn, đúng chưa? Có phải đúng chạm đây không? Và đây nó cũng nằm ở đây, đúng chưa? Nhưng mà cho dù cái cây này ở đây, nó vẫn là chạm đây. Thế nên là sáng nay em bị cắt lỗ cây 79 là lúc mà quay lại để mà đánh vào hôm thứ 6 vừa qua, em rất là buồn, em rút về. Và thì nhà, khi mà mình đánh, mình chơi trên thị trường, mình phải biết rõ là nhà, cái số tiền của mình ấy, mình ném vào để mình đánh khối lượng bao nhiêu nó phù hợp, phải có cả một thời gian dài. Ví dụ giống như đây đánh, chạm đây mà chưa có kéo cái này thì không đánh được. Mà bây giờ kéo đây thì phải chạm đây. Và toàn bộ ở trong này đây, cho dù có chạm đây đi chăng nữa nha, cho dù có chạm đây là bao nhiêu? Đây nha, là để nói cho nhà nó nhỏ, là về đây. Đây, tại vì đăng live nên em không nói, đúng không? Hay chỗ này, vậy thì bây giờ chỗ này nó là bao nhiêu? Vậy thì sẽ chọn đây, đúng chưa? Tại cái này cao hơn cái này, đây chọn đây. Nhưng nếu mà nó đi đến đây, vậy thì khả năng mà thì nhỉ, hết cái cây này. Đây, khả năng mà nó xuyên đây thì có phải về đây không? Về đây là bao nhiêu? Em phải, bạn này MTP là đây. Thấy chưa? Thì hôm nọ em đã bảo anh em là đánh là phải hiểu rõ. Có đúng là nếu mà sell ở đây thì TP đây hoặc đây, thì sell đây có thể TP đây. Nhưng mà nhìn qua đây đó, nếu mà nó xuyên được qua đây thì vậy nuôi tiếp đây không? Nếu mà gần đây là nuôi về đây.
Đây chính là điểm tôi cần. Các anh không chịu tập, các anh đòi ra đánh dài được ngay, không đánh dài được ngay đâu. Ví dụ giống như hôm trước anh vào đây có đúng cây này là em đang ở dưới 2.000, 1.000, 1.400 đúng không? Đó, nhưng mà gì nhờ, bây giờ nó phóng lên như này. Nhiều anh em bảo tại sao không cắt đi, em không cắt đi. Bởi vì anh thấy không, phí qua đêm của em, của tài khoản này. Phí qua đêm của em tài khoản này là bao nhiêu? Nhìn này, nhiêu tiền, có phải là gần 3K chưa? Đúng chưa? Và cây này em bảo là nếu mà xeo đuổi nó chết chưa? Chết sặc máu luôn. Có đúng em bảo phải lên 10 giá chuẩn chưa? Đó, tại sao mà nhìn biết được đó là nhỉ? Người chơi thực sự người ta nhìn người ta mới hiểu được vấn đề. Chứ không phải tự dưng ra mà đòi mà ra được vấn đề. Em đánh nhiều năm rồi, thế nên em mới hiểu. Đó. Rồi, bây giờ cái cây này nó đổ về đâu? Nó đổ nha. Bây giờ anh em ra ngoài. Bây giờ thằng gì nhỉ? Thằng Yên rồi các thứ. Bây giờ cây này. Cây này nha. Cây này nếu mà giật về tầm này em tăng xuống. Em không cần biết bao nhiêu đây là em chỉ áng chừng nó chưa đến đây đâu. Nó có thể là tầm này là em tăng này cây xuống. Em đâu có cần phải nhìn vào gì hết đâu. Khi mà anh lúc mà hôm nọ em cứu tài khoản này, anh thấy nếu mà để mà nhìn vào để mà phân tích biểu đồ rồi để mà đánh thì có cứu được nổi không? Đó là nhà, đó là kinh nghiệm chơi của cái người đó. Em lúc đấy là em sử dụng tất cả là những kinh nghiệm với cả cảm giá trên thị trường gọi là reaction mà em đánh. Thế có nghĩa là gì nhỉ? Sau này anh em về anh em còn phải luyện một thời gian dài. Đó. Đấy, thấy chưa? Học trò em mới cho lên, không có rảnh em cho lên. Đây tài khoản lớn, nó hoạt động. Đó. Nếu mà hôm nọ mà không ấy được thì coi như là uổng cả cây này không? Uổng chưa? Đó. Thế em hướng dẫn anh em đánh dài rồi có phương pháp để cho anh em đánh dài chưa? Vậy thì khi mà đánh dài không phải là ăn bao nhiêu pip ở trong đấy. Ăn 1.000 pip cũng không phải là đánh dài. Mà đánh dài nó đánh hoàn toàn khác. Đó. Thế nên khi mà về phải nhìn lại rồi trong này, ví dụ tài khoản bên này, em để lại bên này. Bây giờ nó lên bao nhiêu? 380 đô từ lúc buổi chiều mà lúc mà em cắt mẹ cái lệnh mà 2479 đi. Anh thấy phí tiền không? Phí không? Em cắt nhầm phát em chuyển hết ra chỉ để lại 380 đô. 380 đô bây giờ lên bao nhiêu? 7.500 chưa? Đó. Mới chỉ đánh gì? Kẹp hẹt đúng không? Mà em tán cây và phát là cây đầu tiên là em táng là gì nhỉ? Một lót nó ăn lên được 780. Em tắt đi, em chờ điểm, em xả phát cây xeo đây. Bây giờ cây xeo đây nằm ở đâu? Đây, chính đây. Có đúng phương pháp em không? Hay là em đánh lệch phương pháp em? Đúng không? Đúng không? Rồi, cây này chờ xíu lên, táng về. Đó, em nói vậy thì lấy ra tập đi. Còn em, trách nhiệm của em là gì? Em đánh là em phải đánh trên tài khoản live của em cho anh em xem. Còn anh em là gì nhỉ? Anh em nhìn vào những cái tài khoản live của em đánh cho anh em xem. Anh em lấy demo ra tập. Học trò là gì nhỉ? Tập demo, còn thầy là phải đánh live chứ. Làm gì có chuyện mà họ thầy thì mẹ lấy lô chơi đinh view ra phân tích. Còn học trò thì mang tài khoản live ra ngồi đánh. Đúng chưa? Rồi, chào anh em.